Hàng sale của chợ Delma từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Gạo con ngỗng bay 50 pounds, 37 đồng 99 xu một bao. Nước tương Lý Cẩm Ký 16.9 ounce, 1 đồng 49 xu một chai. Nhãn bồ câu 20 ounce, 1 đồng 39 xu một lon. Bột mì đại hàng 5.5 pounds, 2 đồng 99 xu một gói. Cà phê chi 7 320 gram, 1 đồng 99 xu một gói. Bí lông 2 pounds 99 xu. Thịt bò xào 6 đồng 99 xu một pound. Móng heo 1 đồng 69 xu một pound. Cá chẽm 2 đồng 49 xu một pound. Cá ba sa phi lê 32 ounce, 5 đồng 99 xu một gói. Khoai môn 2 pounds 99 xu. Delma Supermarket tọa lạc tại 7822 Ga Vì, điện thoại 626 288 3098.